xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Fashion Festival. Lời đầu tiên, cho phép Khánh An được gửi lời chúc tới toàn thể quý vị và các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian chuyển giao năm cũ và năm mới đã cận kề trong không khí hân hoan rộn ràng của Giáng sinh và năm mới. MT Group tổ chức lễ hội thời trang Fashion Festival với mong muốn cùng những thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mùa đông mới nhất năm 2022. Không để quý vị và các bạn đợi lâu, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức bộ sưu tập Giáng sinh ấm áp đến từ thương hiệu Econite được trình diễn bởi mẫu nhí tài năng Bro.